Nước Việt hôm nay mới còn thấy mình là người Việt, nói chuyện người Việt chứ. Thấy bộ chính trị bắt thưởng vừa rớt đài xong, cái giờ tới bác Huệ rồi bác Trọng bây giờ đã chết. Lúc dưới thủ nói chết là chết cái đường chính trị, là không bao giờ ổng liên quan tới, ổng nhúng tay vô được nữa thì nó mới xảy ra như vậy. Cùng song song miền Nam khô hạn hán, thiếu nước, tắm cũng không có tắm được, mà có tắm cũng mới hứng nước dơ trở lại. Rồi hạn hán có nghĩa là gì? Nó thiếu nước có nghĩa là thiếu đồ ăn, đúng không? Tại vì cây cối nó mọc từ ở ruộng lên mà, lúa đồ. Rồi 2 3 năm nay, 2 năm nay những cái cơ sở thương mại làm ăn nó cũng ế ẩm nữa, đâu có ai làm cái gì, bây giờ bán giấy số cũng không ai mua nữa. Mấy con nhìn thấy một cái phong cảnh nước Việt nó thê thảm, buồn, điều hiu. Rồi ngược lại bên Mỹ này còn càng thấy thảm. Biden làm cho kinh tế Mỹ lụng bại. Mấy đứa con đi làm cũng thiếu thu nhập. Hồi xưa tiệm phố đồ, nail đồ đắt, là như người ta có tiền người ta đi. Bây giờ những người đó người ta không có tiền thì tiệm nail nó cũng ế, thì mấy con cũng mất thu nhập. Thì cái đồng tiền của mấy con mà gửi Việt Nam nó cũng sẽ thiếu ít lên nữa. Thì cho nên cái khó lại khó thêm, khổ khổ thêm. Kế tiếp đó là chưa chưa tính những cái mà sắp sửa xảy ra đó. Sắp sửa xảy ra như Biển Đông mà có chiến tranh, giờ đang đánh thụ hồi năm 2018 có nói chiến tranh sẽ đánh từ ở Trung Đông sẽ lan ra Á Châu. Những lời thù nói là đúng ngay chốc luôn á, nếu mà người mà nghiên cứu kỹ đi. Thì bây giờ thằng giặt được cái đầu rắn là Nga là điêu tàn rồi, không còn sức để mà nhập với Trung Cộng để đánh Mỹ rồi, là Mỹ khỏe một phần. Còn thằng Do Thái là cái thằng chùm, nó đã đánh thằng chùm khăm khăn là coi như là gần xong rồi, Hamas rồi. Bây giờ tới thằng Iran rồi, thằng Trung Cộng thì nó khôn, tính te té tính nó khôn quá thành ngu á. Có nghĩa là từ đầu là mình biết mình là cái khối ác thì nhập thành khối ác, đó là khối trục á, trục kia chọi với đồng minh mà ông Văn Trình ông nói. Thì ngày đầu á, thì lúc mà nghe đánh Iran thì mình đánh đại Đài Loan thì không, cứ dần 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 giờ Đài Loan nó phòng thủ nữa, rồi thêm Nhật, rồi thêm Úc đồ, Ấn Độ đồ vô nữa, thì làm sao mà thằng thằng Trung Cộng đánh nổi thằng Đài Loan. Đó là mất cơ hội, thù nó tính quá thành ngu á. Rồi bây giờ á, đánh thì muốn đánh để mà củng cố lại đảng cộng sản trong quốc nội cho dân chúng, lấy quà dân chúng, mà trong khi trong nước lại giống như là đang bị bệnh ung thư, sắp chết rồi, sắp đứt mạch máu rồi, thì phải xả xả lửa ra ngoài vậy đó. Muốn xả lửa ra ngoài đánh thì không dám đánh, phải chờ cho ông Mỹ giúp thằng Do Thái đánh thằng Iran để cho vũ khí của Mỹ yếu lại, thì lúc đó đó nó mới dám đánh Đài Loan. Nhưng mà Mỹ nó khôn lắm, nó gì mới viện trợ hình như 60 tỷ cho Do Thái đúng không, nhưng mà Mỹ nó nhiều tiền lắm, nó in nhiều in mà 60 chứ, tức là nó cứ dụ cho thằng Trung Cộng đánh hoài thôi. Cho nên cái trận chiến này không bao giờ tránh khỏi. Còn thằng người phàm chúng ta hay tập chứng bình ngồi tính, có nghĩ tính hơn cha mình không? Sư phụ thương họ, sư phụ mới ngồi nói sự thật, chuyện từ chi tiết sẽ gì xảy ra làm sao. Thằng Trung Cộng sẽ đánh, nhưng mà nó chờ cho cái thằng Mỹ đánh nè, rằng là nó nghĩ là Mỹ sẽ yếu vũ khí lại, nhưng mà không thể nào. Còn nó chờ lâu quá thì dân nó đói cũng nội loạn. Có nghĩa là ý sư phụ muốn nói, đường nào đi nữa là của sư nói phố vô sa phỏng vấn 5 7 năm gì trước vẫn là trúng, chia 5 sẽ 7, đánh cũng chia 5 sẽ 7, mà không đánh cũng chia 5 sẽ 7. Trong đó giờ nội loạn, tại ngoài này mình không biết tin tức rồi. Còn ở Việt Nam mình thù dẫn là nói y chang, chiếc xà lan là Trung Cộng nó sắp bị chìm rồi, còn chiếc xuồng con á, con nghĩ cờ quơ đi đâu, chỉ có 6 triệu chim hiền chúng ta về á, người cầm cây dầm lên nó bơi. Còn Hoàng Sa Trường Sa chúng ta như thế nào,
Ủa, thằng Mỹ nó đánh là mục đích là để nó thông cái đường biển thì của Sisa thì trả lại cho Sisa thôi, chứ dễ giao cho ai vậy? Việt Nam mình, tức là gọi là bất chiến tự nhân thành, biển Đông vạn dặm giang tay giữ mà, bờ cõi giang sơn nói gì đó, ông Văn Trình ông nói những cái gì mà bề trên đã tính cho chúng ta nó đi hình nghìn năm. Cả ngày hôm nay thụ ngồi dưới trần này, kinh Phật Thích Ca cũng có nói, vào thời mạt pháp đệ tử của ta không có phải là người mặc áo vàng mà mặc áo đời, mà còn ông Lưu Bá Ôn thời nhà Minh 1000 mấy năm về trước, ông nói với Chu Văn Chương, ông nói là Di Lặc ra đời á không phải là thái tử trong hoàng cung, cũng chẳng phải là ở trong tu ở trong tu viện, tức là bên bên công giáo, cũng phải là tu bên công giáo, cũng phải tu bên Phật giáo hay Hồi giáo. Thái tử Di Lặc ra đời là một người dân bình thường mà, con thợ mộc mà, người nghèo mà, đấy là thụ y luôn, ba thụ làm thợ mộc mà, thụ có cái tay đây nè, ấn đây nè, ấn trên đây nè, nhân loại đâu có ai có đâu, trong người giáo phụ là quá trời một bùi son luôn, sanh cái đời đã là mang cái sứ mệnh rồi. Từ nhỏ là giáo phụ đã khác thường ở những đứa hàng xóm, tuy là nghèo nhưng mà rất là sạch vệ sinh và tự ái. Giáo phụ nhớ vào những khoảng năm 78 mới tiết thu vô nhà giáo phụ đánh kinh tế mới, phụ phải đi ra đồng làm ruộng giống gì nè, mặc quần cục đen như miên vậy, cấy cày rồi biết gặt lúa nữa, rồi biết trồng mía nữa, lên bờ đê trồng mía trồng khoai mì rồi gặt rồi cấy, cái gì cũng biết hết mà lăn lộn ngoài đồng đó, cũng chẳng biết mình là ai, nhưng mà lâu lâu á ngồi nhìn thấy mấy vị đi trên trời vui cười mình, còn vẫy tay mình nữa, rồi mấy ông rồng bay tùm lum, cái gì lúc mình tưởng đâu giống như mình mơ tưởng, cái dụi dụi mắt thì cũng vẫn thấy, rồi những giấc mơ ngộ lắm. Thì từ nhỏ cơ thể sư phụ đã là không phải giống người thường này. Rồi cho nên ở nhà ông thợ mộc á, ông cũng thấy mấy ông rồng bay vòng vòng nhà hoài, tức là ba má của sát phạt, thì ông mới vẽ trong tường một đống mấy ông rồng, hàng xóm cũng cười ổng đó, tại sao ông thích rồng vẽ, ông nói sao tôi ngủ tôi thấy rồng bay trong nhà tôi nhiều quá. Sau này sư phụ mới hỏi là những vị hộ pháp với phụ bây giờ đó, giống mình Sinh Long, Bạch Long, Quỳnh Long, Thanh Long là hiện giờ mấy vị đang đứng đây nè, thì mấy vị nói là theo Phò Thái Tử nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này là từ ngày Thái Tử sinh ra đời cho tới ngày hôm nay năm mấy tuổi đó, là mấy vị lúc nào cũng sát bên hết, chẳng qua cái xác phàm của mình lớn lên mình không biết, mình cứ nghĩ năm mấy năm là nó quá lâu với mình, nhưng mà đối với mấy vị là chết mắt một cái lớp học rất là lẹ. Thì sư phụ nhìn lại cũng vậy, ngày nào đi qua Mỹ 14 tuổi mà hôm nay như vậy, rồi trải qua bao thăng trầm thử thách, do cha phải kêu học con phải khổ để sau này con mới biết được lòng dân nó khổ thì con mới thương dân, cho nên ở trên cho thử thách rất là nhiều, rồi chuyện gia đình mới biết được cái xã hội này là ái ái thì sanh ra thủ, rồi làm cho con người từ đó mới sân si, rồi mới làm ra nhiều tạo nhiều cái nghiệp,